Sáng ngày 16 tháng 2 năm 2024, tức ngày mùng 7 tháng Giêng âm lịch, tại thôn Trường Khạt, xã Đồng Lương đã diễn ra lễ hội đền thờ Đô đốc Đài Lương Quận Công Lê Phúc Hoạch năm 2024. Đến dự và hướng dẫn tổ chức lễ hội có đại diện Cục Di sản Văn hóa, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, ông Nguyễn Văn Hải, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa tỉnh Thanh Hóa, cùng đại diện các sở ngành, đơn vị liên quan. Về phía lãnh đạo huyện Lang Chánh có các đồng chí Nguyễn Xuân Hồng, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, đồng chí Lữ Đức Trung, Phó Bí thư thường trực huyện ủy, đồng chí Hoàng Văn Thanh, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Mặt trận Tổ quốc, các ngành đoàn thể, cơ quan, đơn vị cấp huyện, lãnh đạo các xã thị trấn, lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, các ngành đoàn thể, các thôn bản thuộc xã Đồng Lương, đơn vị địa phương lân cận cùng đông đảo nhân dân, du khách thập phương về dự lễ khai hội. Lễ hội đền thờ Đô đốc Đài Lương Quận Công Lê Phúc Hoạch năm 2024 được tổ chức lần đầu tiên với quy mô cấp xã nhằm phục dựng và đề nghị công nhận di tích lịch sử cấp tỉnh và đồng thời xin đề nghị đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Lễ hội được tổ chức theo hướng dẫn của Cục Di sản Việt Nam. Lễ hội bắt đầu với các nghi thức truyền thống như lễ rước kiệu, lễ rước đất, lễ rước nước, lễ cúng thần, tế lễ, lễ dâng hương và lễ khai hội. Lễ hội đền thờ Đô đốc Đài Lương Quận Công Lê Phúc Hoạch được tổ chức nhằm tôn vinh và tưởng nhớ Đô đốc tướng quân Lê Phúc Hoạch, người đã có công trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, phò tá Lê Lợi đánh thắng giặc Minh xâm lược 1428-1433 và được vua ban thưởng hưởng bổng lộc triều đình. Trong thời kỳ chiến tranh loạn lạc, ông có công cứu giúp nhân dân các vùng Thọ Xuân thoát khỏi chết chóc dưới gươm đao của giặc. Khi nhân dân gặp nạn mất mùa, đói khổ, ông đã lấy hết vàng bạc đất đai đã được vua ban để cứu giúp nhân dân thoát khỏi cảnh lầm than. Khi ông qua đời, nhân dân tưởng nhớ công ơn nên đã lập đền thờ và tổ chức lễ hội vào dịp đầu xuân hàng năm. Những năm qua, đồng bào các dân tộc trong huyện và nhân dân thôn Trường Khạt vẫn luôn tự hào là nơi lưu giữ những kỷ vật gắn với truyền thống lịch sử dân tộc, là nơi thờ phụng Đô đốc Đài Lương Quận Công Lê Phúc Hoạch cùng ba sắc phong vua triều Nguyễn đã ban cho phép nhân dân xã Đồng Lạc, châu Lương Chánh, tỉnh Thanh Hóa, nay là xã Đồng Lương, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa, thờ tự tại thôn Trường Khạt. Lễ hội đền thờ Đô đốc Đài Lương Quận Công Lê Phúc Hoạch được phục dựng sẽ là nơi đồng bào các dân tộc trong huyện tự hào về trang sử của quê hương đất nước và gửi gắm những ước vọng về cuộc sống thành bình, hạnh phúc. Sau khi hoàn thành các nghi lễ cùng với hồi trống khai hội, đại diện Cục Di sản Văn hóa, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo huyện, nhân dân, du khách thập phương đã tổ chức dâng hương tại đền thờ Đô đốc Đài Lương Quận Công Lê Phúc Hoạch, cầu cho một năm mưa thuận gió hòa, bản làng yên vui, quê hương đất nước ngày càng phát triển. Đến với lễ hội, đại biểu nhân dân cùng du khách được hòa mình vào không gian nghệ thuật cồng chiêng, nhảy múa xung quanh cây bông, các trò chơi, trò diễn dân gian truyền thống như nhảy sạp, tung còn, to mác lẹ, thi đấu bóng chuyền. Với những phong tục tập quán tốt đẹp, những di sản văn hóa quý giá đã được người dân lưu giữ ngàn đời nay đã đem đến một không gian lễ hội nhộn nhịp, vui tươi. Một trong những nét đặc sắc nhất của lễ hội đền thờ Đại Đô đốc Lương Quận Công Lê Phúc Hoạch là đã tái hiện nhiều lễ tục độc đáo gắn với đời sống sinh hoạt của đồng bào dân tộc xã Đồng Lương, tạo nên một không gian văn hóa đa dạng, nhiều sắc màu và mang đậm dấu ấn cổ truyền. Lễ hội đền thờ Đô đốc Đài Lương Quận Công Lê Phúc Hoạch có ý nghĩa rất lớn đối với đời sống tinh thần và tâm linh của cộng đồng dân cư trong và ngoài vùng, không phân biệt người Kinh, người Mường hay các dân tộc người khác, cùng hướng đến việc tri ân công đức của Đại Đô đốc Lương Quận Công Lê Phúc Hoạch và cầu xin sự che chở của Ngài cho cả cộng đồng. Đồng thời, lễ hội cũng góp phần phát triển văn hóa, du lịch, kinh tế của địa phương, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội và đặc biệt là nâng cao đời sống cộng đồng dân cư. Với ý nghĩa và giá trị lịch sử quan trọng, hy vọng lễ hội đền thờ Đô đốc Đài Lương Quận Công Lê Phúc Hoạch sớm được công nhận là di tích lịch sử cấp tỉnh và được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Qua đó, tiếp tục khẳng định vị thế của lễ hội trong đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân xã Đồng Lương, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa nói riêng, cả nước nói chung, góp phần gìn giữ,
phát huy giá trị của di sản quý báu này cho các thế hệ mai sau.